All New for Everest ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7 năm nay và ngay lập tức tạo được sức hút với khách hàng trong nước. Điều đó được thể hiện qua doanh số ấn tượng trong thời gian qua với hơn 1.000 xe một tháng và liên tục lọt top 10 xe bán chạy vượt qua hàng loạt đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Nối tiếp sự thành công đó, mới đây, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu Ford Everest Titanium một cầu nâng cấp. Theo đó, gói trang bị an toàn thông minh được bổ sung bao gồm camera 360 độ, hệ thống DN pha chống chói tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Với lần nâng cấp này, phiên bản Everest Titanium một cầu có trang bị an toàn gần tương đương với phiên bản Titanium 2 cầu, chỉ thiếu hai tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và hệ thống kiểm soát đổ đèo. Với những công nghệ trên, For Everest Titanium One cầu 2023 đã hiện đại như bản cao cấp đang bán ở Việt Nam. Những khác biệt của hai phiên bản Titanium sẽ đến từ trang bị nội ngoại thất và động cơ. Ở thế hệ mới, For Everest 2023 sử dụng nền tảng mới với chiều dài rộng cao lần lượt là 4.914 mm, 1923 mm, 1842 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Ngoại thất của Ford Everest 2023 gây chú ý với lưới tản nhiệt mở rộng, tràn sâu vào cụm đèn hai bên bằng một thanh chrome to bản. Cụm đèn chiếu sáng có tạo hình chữ C bắt mắt, tích hợp công nghệ LED. Bộ mâm của xe kích thước 20 inch và đuôi xe LED hiện đại. Ngoài nâng cấp tính năng an toàn chủ động, Ford Everest Titanium One cầu còn nâng cấp đồng hồ lái kỹ thuật số 12 inch lớn hơn. Trong khi màn hình giải trí trung tâm, vẫn giữ kích thước 12 in và tích hợp hệ điều hành sinh 4A mới nhất, cho phép hiển thị đồng thời nhiều nội dung. Các tính năng vận hành vẫn như trước, với động cơ DSN 2 lít turbo kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tối đa mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm. Với những nâng cấp mới, Ford Everest Titanium One cầu có giá bán lẻ khuyến nghị 1 tỷ 286 triệu cao hơn, trước 41 triệu. Khách hàng lựa chọn màu ngoại thất trắng tuyết hoặc cam đỏ. Kết hợp với màu nội thất nâu hạt rẻ sẽ chi thêm 7 triệu. For Everest thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam nhận được sự yêu mến, tin tưởng lựa chọn từ người tiêu dùng nhờ sự cải tiến vượt trội về thiết kế nội ngoại thất, khả năng vận hành mạnh mẽ và các công nghệ an toàn, thông minh dẫn đầu trong phân khúc. Everest thế hệ mới hiện đang chiếm được gần 50% thị phần phân khúc.